Hello và xin chào tất cả mọi người đến kênh YouTube của mình. Rất là vui gặp mọi người trong video này. Và mọi người hiện tại thấy thì mình đang có một trang bị thánh kiếm mana ở đây. Và mình đang cho nó Gamma Lăng cầm mọi người nhé. Gamma Lăng là một vị tướng mà khi mà nó bắn kỹ năng ra thì nó có thể hack được một vàng. Và khi mình bu cho nó một cái trang bị đó chính là thánh kiếm mana thì cái mana của nó sẽ hồi cực kỳ bá đạo mọi người nhé. Thì ngày xưa thì cái lõi đành của On là lõi kim cương ấy. Lúc đồ đấu là đồ của On thì nó đang chỉ số khá là mạnh. Còn khi bây giờ thì nó bút xuống đồ lõi kim cương thì trở thành lõi vàng rồi. Thì sức mạnh của trang bị của On thì nó bị nét đi khá nhiều á. Ngày xưa hồi lâu thì nó sẽ hồi 200 mana, bây giờ nó chỉ hồi 150 thôi. Mọi người xem video, ủng hộ cho mình một đăng ký kênh, một like video. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Nó sẽ là một động lực rất là mạnh mẽ, rất là nhiều, rất là to lớn để mình có thể ra những video chất lượng hơn và thú vị nhất có thể cho anh em theo dõi. Và anh em ý tưởng gì comment ở dưới nha, mình sẽ có hoàn thiện ý tưởng đó cho anh em xem. Mahaza thì là một vị tướng mà như là trên kênh của mình thì mình chắc là một chỉ một video duy nhất thì còn Mahaza mà thôi, đó chính là video về Mahaza cầm trang bị, đó chính là xạ thủ ấy, Mahaza xạ thủ. Sức mạnh của nó khá tốt. Còn vì Mahaza mà cầm thánh kiếm là một cái video mà mình thấy là như kiểu là hồi giờ là chưa có một ai YouTuber nào về làm về nó hay sao ấy. Thì game này để xem, nếu mà ron hay là kiểu tùy hứng thôi. Nếu mà hứng mà cao cao thì mình sẽ làm cho anh em xem về Mahaza cầm thanh kiếm 3 sao. Còn nếu như mà thật sự nữa mà gặp một con tướng nào mà đẹp trai hơn thì mình sẽ chọn, mình sẽ chơi nó. Lắp luôn mọi người nhỉ. Cái trang bị mình muốn dành cho Mahaza này sẽ là một cái combo full chí mạng mọi người nhá. Một combo full chí mạng, ngang mỏ thạch và một vô cực kiếm. Mạnh phết anh em nào. Nó sẽ Mahaza sẽ dùng skill liên tục 96 máu, 3 đột biến, 2 pháp sư. Kassadin này, giờ lên Kassadin 2 sao mọi người nhé. Rồi ok, Kassadin 2 sao, đột biến cái này là đột biến mà kiểu nó sẽ kích hoạt hai đòn đánh ấy. Nó cũng không được gọi là xịn xò cho lắm. Đột biến mà mình thích nhất là đột biến giảm mana. Mahaza này bắt luôn nha.
Mình nghĩ là đội hình cái đội hình này đủ để ăn bãi đá rồi, không cần nhiều đâu ha. Không biết anh em đã từng thu bài đá chưa, nhưng mà mình đang có một vài lần thu bài đá rồi, cảm giác rất là thú vị mọi người ạ. Cho xem mày luôn. Top 1 thì vẫn đang full 100 máu. Nếu mà cái này mình có thể up level 9 thì mình sẽ làm một vị tướng 5 vàng 3 sao vậy. Đây là 6 luôn. Chuẩn bị đến là một lõi công nghệ rồi. Hy vọng sẽ là một lõi công nghệ xịn sò. Đột biến à? Thì sợ mình chưa đột biến nhiều thôi. Nhưng mà anh thấy không? Trời, Mazaha kiểu mạnh vãi nổi luôn. Nào nó công nghệ gì đây? Một loại công nghệ gì đây cho tôi xem nào. Mùa 6 trong 5 thì đặc điểm của nó là loại công nghệ. Một cái thứ mà anh em nào cũng chờ đợi đó chính là loại ngoại binh kim cương đúng không? Cái lõi đó chính là kiểu này mọi người nhá. Cái lõi này là một cái lõi mà khi mà chúng ta bảo là một vị tướng 3 sao ấy thì nó sẽ ra thành 3 tướng 3 sao luôn, cực kỳ hay. Mình nghĩ là khi mà nó về Việt Nam thì lõi này phải là lõi kim cương cơ chứ không phải lõi vàng đâu, bởi vì nó xịn quá. Và đặc biệt một điều đặc biệt đó chính là cái lõi song sinh ma quái vẫn chưa bị xóa rồi nhá. Lõi song sinh ma quái vẫn còn mọi người ạ. Thì mình vẫn chưa hiểu rằng là cái cơ chế là như nào, bởi vì song sinh ma quái thì chỉ có hai con tướng thôi. Ngoại binh chuỗi thua này. Ở bên CBB thì mình cũng ít chơi ngoại binh chuỗi thua, bởi vì chơi thua xong khó thể nổ hũ lắm. Và đôi khi nổ hũ xong còn bị cút cơ. Ê, Lucian này. Brom Lucian. Zyra
mình sẽ lấy cái gậy có khổ đi, mất gậy có khổ luôn rồi. Còn Irelia, mất luôn Irelia luôn rồi. Bây giờ thì mình lấy sẽ lấy Ahri vậy mình nhỉ. Mất Ahri luôn, thôi lấy nước mắt vậy. Ba đột biến, hai pháp sư, một thần tượng, nước mắt. Bây giờ thì mình cái trang bị mình bui thì mình vẫn sẽ xét được một cái gì đó như kiểu một vũ khí kiếm cho nó con ma ra mình nhá. Không nên nóng vội, cứ từ từ đã, để xem nếu tự nhiên lại hên lại ra một cái trang bị ánh sáng này sao. Bởi vì mùa này thì trang bị ánh sáng nó có bách không mọi người ạ. Chim đam ngoại binh, Irelia đột biến à? Mình tìm mấy trận đấu mà có cái hệ đột biến giảm mana để chơi Irelia mà vẫn chưa thể thấy được mọi người ạ. Brand, cuồng đao, kiếm súng. Còn cái, nói chung là cái bộ ba ma quái thì nó sẽ là con vị tướng nào có tốc độ đánh cao nhất trong đội hình thì nó sẽ được x3 mọi người nhá. Vị tướng nào có tốc độ đánh cao nhất thì nó phải x3 thôi. Ba chấm bảy, level 7 rồi, mình đã cho thêm cái này vào, nhấp phát nhờ, hai vàng. Mình nhìn thấy hai vàng dư, ôi Victor luôn à, và idol ok. Victor Victor cầm thánh kiếm, kẻ liên tục, cũng là một ý tưởng hay, đúng không mọi người? Victor cầm thánh kiếm, kẻ liên tục, cũng là một ý tưởng hay đấy. Mình sẽ dùng nam châm hút đồ ra và cho Victor cầm mọi người nhá. Ok luôn, tuyệt vời không? Bây giờ mình sẽ chơi ma ra cái này. Và game này thì mình sẽ còn up level 9 để kiếm con Victor 3 sao, nó đẹp luôn mọi người ạ. Victor 3, gọi là mình khi mình đạt Victor 3 sao ấy thì mình sẽ có x3 Victor 3 sao trong một trận đấu luôn. Ôi, ông này cầm siêu cô đây à? Victor kẻ bạn ơi! Không kịp kẻ luôn à? Ôi, khỏe quá! Ôi, siêu cô nó bót, ủa ông đau quá mọi người. Mình đã còn một trang bị nữa, nhưng mà mình thích làm quả vô cực kiếm cơ. Một cái quỷ thư đi, lắp một cái quỷ thư mọi người ạ. Lắp cái bùa xanh luôn mọi người ạ, lắp một cái bùa xanh cho Victor luôn nha. Sau khi sử dụng kỹ năng đầu tiên hồi lại 100 năng lượng trong vòng 4 giây và là nó sẽ skill được 2 lần. Đồ ra vần à. Kẻ Victor ơi, kẻ nào? Úi xổi ôi, phát nữa nào. Úi xổi ôi. Ok, win rồi mọi người, mạnh quá. Round này mình có Victor từ sớm mọi người á. Đây là anh em sẽ xem được cái quẩy rất là nhiều.
Renata bắt đi. Top 2, top 3. Top 3 có Silco level 7, mình chuẩn bị level 8 rồi. Game này thì JC Victor tốc đánh của nó khá là cao, 0.80 luôn. Vậy nên là nó sẽ được nhân bản ra 3 người á. Game này mà làm được Victor 3 sao thì mình sẽ có x3 Victor 3 sao trong một trận đấu người ạ. Vãi nổ luôn ấy. Kẻ kín map luôn. Hơi bị khét luôn. Ngoại binh chịu thua mấy trận rồi? 6 trận rồi. Có Victor luôn, Victor mà cầm một trang bị mà khá xấu rồi nhá. Mình nghĩ là con Victor là mình sẽ nhặt được thôi, bởi vì trang bị nó cầm là giáp lưới mà. Mà còn 3 cái sẻng vàng nữa. Cộng thêm là... Ui, nhưng mà đây là toàn đồ thủ nhờ, cung gỗ. Anh em lấy cung gỗ với sẻng vàng đi, để Victor cho mình được. Để Victor cho mình đi, để mình lấy Victor 2 sao cái bạn ơi. Rồi, ông Lao TS. Ông này sẽ không cầm không bắt Victor đâu. Đủ, bắt luôn Victor rồi, chịu rồi. Bắt Victor rồi mọi người ơi. Cho chút học giả không nhỉ? Để mana nó hồi nhanh hơn nha. Mình còn một lõi công nghệ nữa. Và hy vọng sẽ là một cái lõi như kiểu là 3 cái xuất sắc ma thuật của nhá. Hy vọng sẽ có 3 xuất sắc ma thuật đi. Wannabek này, Mazaha. Ui, một slot giáp thiên nhiên luôn à? Hên vậy. À, ông này có một giáp thiên nhiên rồi. Là ông này tiên tri à? Đủ hên vậy ta, món này hên vậy. Kẻ Victor ơi. Đúng rồi. Quẻ thép nữa nào. Gọt map luôn, trời ơi. Khá là ok. Nung chảy ở đấu sĩ nhận 3 trang bị thành phần. À chết rồi, biết thế là cái kia ngon hơn nhỉ. Cho tăm ken vào à? Lấy một cái sâu zin à? Lấy sâu zin hay bùa xanh nhỉ? Sâu zin mọi người, để cho nó skill nhanh hơn nha. Lacy, Kha'Zix, chó gát. Biết thế lấy nung chảy rồi, đánh cái phần trăm máu ngon hơn. Quên mất. Ba đột biến, hai thần tượng, hai pháp sư, hai đấu sĩ. Ba thần tượng mình sẽ có gì? Hồi lại 30% lượng sát thương gây ra. Tất cả hiệu ứng trên gấp đôi. Lucian, Vi, găng bờ lăng. Rồi ăn được rồi. Nào Victor ơi, kẻ bạn ơi. Một phát, phát thứ hai nào. Hát thứ hai. Trời ơi, bá quá. Hơi bị khét luôn. Giờ chỉ up level 9 thôi. Up level 9 thôi mọi người, up level 9 thôi nào. Đột biến cái này nó không được ngon cho lắm mọi người, nên mình không chơi đột biến. Mình chơi thần tượng để cho bút cho con Victor nó trở nên một con quái vật mọi người. Một cái trang bị này đi. À trong lửa đi. À quên mất có quỷ thư nhỉ, lắp vào trong lửa hơi thừa rồi. Quên mất. Quên nhìn.
Một cái áo choàng tĩnh lặng đấy mọi người. Một cái nỏ xét giảm kháng phép nữa. Từ đây Khazik nó đỡ cào. Và chim đam đỡ Raven này. Round này thì mình tự nhiên bị mất cái áo choàng tĩnh lặng, phơi phí rồi. Victor, đúng rồi. Hai kẻ. Ô sổi máu hồi mọi người kìa. Bá chưa? Quá ngon luôn anh em ơi. Nhưng mà để up level 9 còn hơi lâu. Còn phải tầm khoảng bao nhiêu round nữa? Phải tầm 4 round nữa mọi người, 4 round nữa up level 9 được. Ui, hai Renata luôn. Game này thì mình cũng một phần là mình cũng muốn kiểu bắt con Ahri để làm x3 con Ahri 3 sao nữa cơ. Chó gát chuẩn bị 3 sao rồi, số gát vuốt rồng luôn, vãi nồi vậy. Gậy lốc, lốc ai đây? Lốc Victor à? Đù, me mình luôn à? Trời ơi, chưa kịp kẻ luôn. Bị lốc, mình không ngờ nó bị lốc nhưng mà mình vẫn win được không? Ire à? Thua rồi. Ba round nữa mọi người, ba round nữa cũng lại phải chín được rồi. Chó gát đang vuốt rồng giáp máu. Cái này mình thử một cái dịch khổng lồ. Nếu có một cái dịch khổng lồ thì mình sẽ cho con ma ra ha là ngon. Victor, kệ. Ui trời ơi, máu hồi như hắc luôn. Lao ETS. Nếu mà game này mà có kiểu siêu cô cũng ngon à. Siêu cô mà cầm sang bên này cũng khá hợp lý luôn. Mana vẫn đang hồi mọi người này. 113, 117, 100. Có Victor, có Zinix. Có không ấn thần tượng nhờ. Ấn thần tượng cũng ngon mà không có. Round này nếu mà lấy đồ thì mình sẽ lấy cái kiếm súng mọi người. Lấy kiếm súng cho con Mahazaha nó hồi máu á. Mất kiếm súng rồi. Lấy cái lốc đi. Nếu mà game này mà có thể lên được con Galio 3 sao cũng ngon. Chuẩn úp lại 9 rồi. Mình sẽ lốc con chó gát lên đi nhờ. Lốc sổ gát này đi. Đưa ra vần này. Một kẻ. Hai kẻ. Ui vẫn chưa đủ sát thương để giết luôn. Con Jerry nó quẩy ghê quá. Anh em nào cũng cầm Silco cả, bởi vì Silco là một con tướng hot pick mà. Ui, Jerry đồ khét vậy. Victor đâu? Trời ơi, Victor không ra. Hai giây si luôn. À, 30 vàng rồi mà không ra gì cả. Chó gát này, nhưng mình lốc lên rồi. Chó gát 3 sao rồi, mình lốc rồi. Rồi, chỉ cần con Victor kẻ chết con Silco thôi là ngon.
Rồi, dàn clear hết dàn rồi. Nhưng mà còn chó gát nữa thì không giết nổi thôi. Có quỷ thư. Ây da, win luôn. Ngon quá nhờ. Anh em có vẻ hơi yếu máu rồi. 287, 14 máu. Hơi yếu máu rồi. Á, dây xi ra nhiều vậy. Cái này quỷ thư cũng ra nhiều ghê mọi người ạ. Victor đây rồi. Victor 2 sai anh em nhé. 2 sai luôn rồi. Mình sẽ bán Kai'Sa đi. Nico. Ui, không có Nico à? Ôi chết rồi, quên chuyển đổi vị trí của con Victor. Của con Galio mọi người ạ. Chứ để này là Jerry bị lốc không? Lốc được Galio ạ, ông này cầm Galio này. Lautiet này. Jerry cầm đồ full chí mạng luôn. Kẻ chết Jerry, đúng rồi, chết luôn Jerry mọi người ạ. Bốc hơi luôn. Ok, thế này thì còn một con Galio thì làm sao thì làm gì được. Một con Galio không thể làm cho chống được đâu. Đi luôn rồi. Một tiếp mọi người ạ. Game mình đang có nên bán máu không nhở? Mình bán máu game này thì để mình xem nào. Nếu mình bán máu game này thì mình sẽ tự tin hơn để kiếm được con Victor 3 sao. Bán máu một chút đi mọi người. Mình sẽ bán máu mọi người nhé. Để cố gắng kiếm Victor 3 sao cho anh em xem. Đứa là vần dịch khổng lồ luôn. Nhưng mà mình sợ Victor mình khỏe quá thôi. Ui, khỏe quá. Kẻ phát chết luôn rồi. Không phải chết luôn rồi mọi người ơi. Chết luôn rồi. Muốn chấp mà không chấp được. Còn một ông một tiết thôi. Bây giờ à, chết rồi, bán đi chứ. Bây giờ mình còn ban Victor thôi mọi người ạ. Ban Victor lên 3 sao nha. Ui, hai siêu cô một lúc luôn này. Đừng thắng nha. Hay quá, thua rồi. Không phải Victor luôn. Victor. Không có Victor nhỉ, có siêu cô. 50 máu mình có thể chấp được thêm 2 round nữa mọi người nhá. 2 round nữa. Mình có thể chấp thêm 2 round nữa. Còn 3 Victor thôi mọi người, 3 Victor thôi mình có thể lên đỉnh luôn rồi. Hy vọng sẽ lên được Victor 3 sao nha mọi người. Lên được Victor 3 sao là mình sẽ có tương đương với kiểu là 3 Victor 3 sao trong một trận đấu luôn. Đù. Tướng kìa. À, game no hope vậy. Rasuko làm cái gì vậy? Trời ơi. Chịu luôn anh em ơi, chịu, bó tay luôn. Ok. 30 vàng của tôi mà không ra thêm con Victor nào. Một trận đấu có X6 mọi người ạ. Gọi là sao ta? Tổng cộng là có gọi là bao nhiêu con nhỉ? Bao nhiêu máu, còn bao nhiêu máu đây? 32 máu, ok, vẫn có thể dễ chết được. Mọi người thấy không ạ? Là tổng cộng nha. Là mấy con nhở? X4 Victor 2 sao. Ôi đầu hàng luôn rồi. Chán ghê, chào mọi người, hẹp lại ở những video sau. Bye bye, tạm biệt.